Mình phải nghĩ ra cách để cho mụ Vang nó mất trí nhớ vĩnh viễn mới được. Mụ Vang ơi, em đâu rồi? Có ai kêu mụ Vang ấy nhỉ? Hồi có ai tên mụ Vang đâu. Thôi vào mấy bố mới được. Bố ơi, ở ngoài kia có ai kêu mụ Vang ấy bố ạ? À? Mà mụ Vang là ai? Bố ra xem đi. Con đi lại đây. Con đi vào trong này. Không được nói gì đâu đấy. Khi nào xong việc, bố mở cửa cho bà Lan nghe chưa? Sao anh mụ Vang lại ghét mình như vậy nhỉ? Em, tại sao em lại khóc? Anh mụ Vang quay về phó quán, cướp hết đồ ăn của em rồi anh ạ. À. Anh đã nói với anh Timmy bao nhiêu lần rồi, thằng mụ Vang nó không bao giờ thay đổi đâu, nó mãi mãi là kẻ xấu. Thằng mũ vàng, mày đừng để tao gặp mày. Em có làm gì anh mũ vàng đâu mà anh ấy lại đối xử với em như vậy. Thôi, em nín đi. Thằng mũ vàng cứ để đó, anh kêu 500 anh em xử lý cho. Dạ anh. Mà anh thích đi đâu rồi? Sao lại để thằng mũ vàng tới quán phá vậy? Anh ấy đi khám mắt mới về anh ạ. Mà anh ấy lại đi kiếm anh mũ vàng rồi. Thôi, em chạy vào lấy thanh đồ long đao để anh đi xử lý thằng mũ vàng. Anh ơi, đồ long đao của anh đây. Em ở nhà, canh nhà để anh đi xử lý thằng mũ vàng nghe chưa? Dạ anh. Áo Hồng ơi, ở nhà không? Cho anh hỏi cái coi. Mà sao bố lại nhốt mình trong nhà thế này? Chẳng lẽ có chuyện gì? Mà mình rất sợ tối. Có chuyện gì mà anh lại đến đây nữa vậy? Còn tôi sai, tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Không phải chuyện đó anh ạ. Em đi kiếm cậu bé mù vàng. Anh có thấy cậu bé mù vàng đi qua đây không anh? Tôi không thấy. Tôi làm việc từ nãy đến giờ không thấy cậu bé nào đi ngang qua đây cả. Anh đi về đi. Tôi chỉ hỏi anh vậy thôi mà. Sao anh căng thẳng vậy? Tôi về đây. Mù vàng ơi, em đâu rồi? Bây giờ phải làm sao nhỉ? Nó cứ quanh quẩn ở đây thì nó phát hiện là mũ vàng ở đây mất thôi. Ma, tất cả thật chứ. Không biết mình phải tìm thằng mũ vàng ở đâu đây. Thôi, mình phải gọi cho 500 anh em đi tìm thằng mũ vàng mới được. Tao ra lệnh cho chúng mày, trong vòng một ngày phải tìm ra thằng mũ vàng cho tao. Bọn mày mà không tìm ra, không xong với tao đâu. Thôi nhé, bọn mày phải nhớ tìm nó ra cho tao. Ơ, Luân, em chuẩn bị đi đâu vậy? Anh đang còn hỏi à? Anh có biết thằng mũ vàng nó về nó phá quán của chúng ta hay không? Em đang huy động 500 anh em đi tìm nó tính sổ đây. Không phải đâu em ạ. À. Chắc là có ẩn khúc gì ở đây rồi. Chứ mũ vàng hiện tại là người tốt rồi mà em. Em đã bảo rồi, nó là người xấu. Anh đừng bao che cho nó nữa. Không phải là do anh bao che. Nhưng anh tin chắc mũ vàng sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa. Mọi chuyện cũng do thằng mũ vàng mà ra. Em phải tìm bằng được thằng mũ vàng để xử lý nó. Nếu mà kiếm được mù vàng, em đừng có xử lý mù vàng mà hãy đưa về đây cho anh, được không em? Em sẽ nghe lời anh lần này, đưa nó về cho anh hỏi tôi. Vậy em đi theo anh qua nhà áo hồng tìm mù vàng. Có một cậu bé vừa nói với anh là thấy mù vàng đi vào đó. Vậy anh lên xe mau lên, em chờ đi. Bố con nhà hồng nữa, ra đây tao gặp. Sao anh em nhà Tịch Bi lại đến đây nữa vậy? Cũng trong đôi. Bọn mày ra đây nhanh lên, đừng để tao nóng. 500 anh em của tao sắp ra rồi đấy. Con ơi con. Có chuyện gì vậy bố? Con có thương bố không? Sao bố lại hỏi vậy? Con là con của bố mà, sao con lại không thương bố? Vậy con làm theo lời bố nhé. Làm sao bố? Anh em nhà Tịch Bi ở ngoài kia đang cố tìm cách gây chuyện với bố đấy. Vậy phải làm sao đây hả bố? Con tìm cách lẻn đằng sau ra nhà nó phá hoại nhà nó cho bố. Còn chuyện ở nhà cứ để bố lo, bố giữ chân anh em nhà nó cho. Dạ bố. Sao bố mình lại sợ anh em nhà Tippy vậy nhỉ? Thôi, mình là con trai của bố, mình phải làm theo lời bố. Sao bọn này nó chậm chạp vậy nhỉ? Hay là mở cửa xong vào em? Bọn mày có chịu ra đây không? Tao đếm 1 đến 3 mà bọn mày không ra là tao đạp cửa vào đấy nha. 1 Ô ô ô, hai anh em khoan đã, có chuyện gì vậy? Mày đã con hỏi à? Mày khôn hồn thì lôi thằng mũ vàng ra đây. Làm gì có thằng mũ vàng nào ở đấy anh? Thôi mày ra để bọn tao
văn phát. Ờ khoan này. Mày khoan cái gì? Để anh em tao văn phát. Thằng mũ vàng đâu rồi? Mày mau ra đây. Kiếm mũ vàng đâu được đấy em. Máy mà mình thông minh đã lên kế hoạch cho mũ vàng ra phá quán này bọn nó. Anh em bọn mày có tìm đến sáng mai cũng thấy được mũ vàng đâu. Mày giấu mũ vàng ở đâu rồi? Mày mau khai ra. Em đã bảo là không có mũ vàng ở đấy rồi mà. Mày được lắm. Tao mới thấy thằng mũ vàng mà xuất hiện xung quanh nhà mày. Là mày không sống với tao đâu. Anh em mình về. Tức thật.